Lời nói đầu tiên thì xin cho kênh YouTube Chiến Đồng Tháp gửi đến tất cả quý anh chị, cô chú ở trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị, cô chú có một ngày mới thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay chủ chiến sẽ có một thông tin mới nhất mà những luật sư, những người luật sư hàng đầu của Việt Nam chúng ta nhận định về vụ án Nguyễn Phương Hằng trong cái phiên phúc thẩm tới đây. Nhiều giải thích với các bạn thì nhiều luật sư nhận định bà Phương Hằng được giảm án bằng thời gian tạm giam được thả ở phiên phúc thẩm. Thưa quý các bạn, thì như chúng ta đã biết thì bà Nguyễn Phương Hằng vừa chính thức nhận bản án 3 năm tù, thì nhiều luật sư gương mặt cộm cán đã ra mặt cho rằng án tù này là không công bằng. Bà Hằng hoàn toàn đủ cơ sở để kháng cáo. Thưa quý các bạn, thì chúng ta đã biết tối ngày 21 tháng 9, cộng đồng mạng cả nước đồng loạt xôn xao trước thông tin bà Phương Hằng chính thức nhận bản án 3 năm tù. Trước đó, bà cũng đã phải thực hiện thời gian tạm giam là 18 tháng. Thông tin này khiến dân tình tranh cãi gay gắt, bởi nhiều người cho rằng bà Hằng hoàn toàn xứng đáng được tại ngoại. Thời gian tạm giam là quá đủ đối với tội danh mà bà vấp phải. Tuy nhiên, luật pháp thì phải chấp hành. Tại phiên xét xử, bà chủ Đại Nam cũng chấp thuận và không hề có bất kỳ ý kiến nào. Dạ thưa các bạn, thì bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream, thì quý vị cũng đã biết rồi. Đó, thưa các bạn, là những người được cho là bị nạn của bà Phương Hằng đó là Hoài Linh nè, Quy Oanh nè, Hằng Ni nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, Thủy Tiên, Công Vinh, đó, rồi Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu và Trương Việt Hà. Dạ thưa các bạn, thì mới đây sau phiên xét xử thì những nhân vật cộm cán là luật sư, nhà báo cũng đã vào cuộc nhận định về mức án này của bà Phương Hằng. Theo đó, là người thực hiện nhiều công tác thiện nguyện có đóng góp lớn cho xã hội thì bà Hằng hoàn toàn có đủ cơ sở để thực hiện kháng cáo. Cụ thể, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội, vừa có bài viết cho rằng bà Hằng có đủ cơ sở để kháng cáo, thời gian tù sẽ được giảm bằng thời gian tạm giam, nếu thành công sẽ được thả ở phiên phúc thẩm. Cụ thể là nam luật sư này viết: bà Phương Hằng bị xét xử theo khoảng 2 điều 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt là từ 2 đến 7 năm tù về luật. Khi có nhất hai tình tiết giảm nhẹ, tòa án sẽ có thể áp dụng mức hình phạt thấp hơn 2 năm tù. Tình tiết giảm nhẹ của bà Hằng không thiếu. Bà Hằng cũng là người tốt, có nhiều hoạt động từ thiện lớn giúp ích cho xã hội, được nhà nước và cộng đồng ghi nhận. Hơn 400 tỷ trong 10 năm qua. Ghê không vui thưa quý vị? 400 tỷ. 10 năm qua, cô Hằng đã đóng góp cho xã hội hơn 400 tỷ. Nhưng bà Hằng đã không được hưởng lợi quy định này. Lý do thì chỉ có tòa hiểu, gia đình bà Hằng hiểu, những người có lương tâm hiểu. Thưa quý vị các bạn, thì bà Hằng vẫn còn cơ hội cần thực hiện quyền kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa phúc thẩm sẽ không làm nặng hơn mức án sơ thẩm. Đó, thưa quý vị các bạn, đó là một điều nha. Mình viết đơn kháng cáo là tòa án, nếu mà phúc thẩm thì cái tội của mình không bao giờ là hơn, chỉ có giảm nhẹ thôi. Tôi tin nếu đi đúng hướng, tòa phúc thẩm sẽ xem xét giảm án cho bà Phương Hằng đúng bằng thời gian tạm giam. Theo vị luật sư này nói, nếu mà đi đúng phương hướng thì cô Hằng, cái hình phạt của cô Hằng là 18 tháng đó là xong luôn đó thưa quý vị. Có vậy mới phù hợp cả lý lẫn tình, luật sư Nguyễn Kiều Hưng viết thêm. Đó, luật sư Kiều Hưng nói vậy nha mọi người. Còn về bà Phương Hằng không xin lỗi tại tòa, luật sư cũng nhận định: nếu tôi là người bị bà Hằng nói xấu, chắc chắn tôi sẽ không quyết liệt yêu cầu bà Hằng xin lỗi trước tòa, và cũng không đề nghị xử thêm tội hay làm nặng hơn tình trạng của bà Hằng. Bởi tôi thấy khoảng đó thời gian trong ngục tù đã là hình phạt quá nghiêm khắc với bà ấy rồi. Có thể bản thân người bị xúc phạm không vượt qua được, nhưng nếu là luật sư của họ,
tôi sẽ khuyên họ như suy nghĩ của tôi. Đó. Ngoài ra thì nhà báo Lê Hiếu Nhân, đây một nhân vật cũng cộng cán nữa, nhà báo Lê Hiếu Nhân cũng nêu quan điểm ít nhất bà Nguyễn Phương Hằng có hai công cần ghi nhận. Thứ nhất là vạch mặt lan băm Võ Hoàng Yên giả danh thần y để chữa bệnh kiểu bịch bợm. Đó. Thứ hai là tố cáo danh hài Hoài Linh im số tiền quyên góp hơn 14 tỷ đồng suốt hơn nửa năm. Đó. Hai việc trên bà Nguyễn Phương Hằng có lẽ không mấy ai đủ can đảm để thực hiện. 18 tháng lao khổ cũng đã là cái giá quá đắt mà bà Nguyễn Phương Hằng phải trả giá. Vì vậy, phán quyết phù hợp nhất là mức án tù bằng với thời gian tạm giam. Đó. Đó là ý kiến của nhà báo Lê Hiếu Nhân. Thưa quý vị các bạn, những ý kiến của luật sư Kiều Hưng và nhà báo Lê Hiếu Nhân đã nhanh chóng khiến dân tình xôn xao, đặc biệt là các fan của bà Hằng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những ý kiến chủ quan, chưa biết chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa, mọi thứ cũng đều phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Mọi quyết định của hội đồng xét xử chắc chắn đều có những lý do hợp lý. Mình làm gì cũng phải có luật nha mọi người. Pháp luật là trên hết. Dạ thưa quý vị các bạn, thì sau đây Vũ Chiến sẽ đọc cho các bạn nghe những cái bình luận rất là hay luôn. Một bình luận nè: không có chị làm sao phanh phui được cái nghề quyên góp từ thiện không minh bạch, xã hội quá bất công, đúng như lời hai luật sư phân tích nhận định. Đó. Còn một bình luận khác là nên tha cho bà Hằng sau thời gian tạm giam 18 tháng là hợp lý và hợp lòng dân. Đó. Còn một bình luận khác: rất đồng tình với ý kiến nêu trên của luật sư, nhà báo và những comment trên, mức án là quá mức cần thiết. 3 năm tù thật là mức án quá nặng đối với một người có phát ngôn như bà Hằng. Ai cũng binh cô Hằng, ai cũng cho đó là cái hình phạt nặng nhất. Thì thưa quý vị các bạn, thì chúng ta đang trông chờ vào cái phiên phúc thẩm sắp tới để coi cô Phương Hằng có được giảm nhẹ hình phạt hay không, và cái phiên phúc thẩm đó nó diễn ra như thế nào. Hiện bây giờ chúng ta đang trông chờ, hy vọng cái phiên phúc thẩm giống như là luật sư với nhà báo đã nói, nếu mà cô Phương Hằng được trả tự do ngay phiên phúc thẩm thì đó là một điều mà chúng ta mong muốn, phải không thưa gì? Điều mà ai yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng cũng mong muốn điều đó xảy ra. 3 năm tù ai cũng nói là quá quá sức tưởng tượng đối với cô Nguyễn Phương Hằng, và mọi người đều trông chờ vào cái phiên phúc thẩm sắp tới. Dạ thưa các bạn, thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo của Vũ Chiến nhé. Chào tạm biệt tất cả quý vị.